nếu như tiết trước chúng ta đã được học về đường trung bình của tam giác, thì ngày hôm nay cô và các em sẽ học phần 2 nhỏ của bài 4, đó chính là đường trung bình của hình thang. Thì bố cục của các bà phần đường trung bình của hình thang hoàn toàn tương tự như phần đường trung bình của tam giác. Nếu như các em nắm được bên đường trung bình của tam giác thì các em học về đường trung bình của hình thang khá là nhẹ nhàng. Thì bây giờ đầu tiên cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về định lý 3. Định lý 3 nói gì nè? Thì định lý 3 nói rằng đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai. Vậy bây giờ cô và các em sẽ cùng viết giả thiết và kết luận cho định lý 3 này nha. Thì phần giả thiết của định lý là đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy. Vậy thì ở trong hình vẽ này, tức là phần giả thiết đầu tiên ta phải biết được gì nào? ABCD là một hình thang có hai đáy AB và CD song song. Và ta phải biết được E chính là trung điểm của cạnh bên AD. Ta lại có EF song song với AB và CD với F thuộc BC. Thì phần kết luận sẽ là gì tụi con? Đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai. Vậy nghĩa là áp dụng vào hình vẽ này, cô sẽ có được F chính là trung điểm của BC. Tiếp theo, cô và các em cùng tìm hiểu về định nghĩa đường trung bình của hình thang. Thì thế nào là một đường trung bình của hình thang các em? Thì đường trung bình của hình thang là một đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang. Như vậy, với hình vẽ dưới đây thì cô sẽ có đâu là đường trung bình của hình thang nào các em? Thì ta thấy rằng trong hình thang ABCD có hai đáy AB và CD song song. Có E là trung điểm của cạnh bên AD, F là trung điểm của cạnh bên BC. Vậy thì rõ ràng chúng ta có EF chính là đường trung bình của hình thang ABCD. Như vậy, chỉ cần nối hai trung điểm hai cạnh bên của hình thang lại thì đoạn thẳng đó chính là đường trung bình của hình thang. Rất là đơn giản phải không các em? Vậy đường trung bình của hình thang có tính chất gì đặc biệt? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu định lý 4. Định lý 4 nói rằng đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy. Vậy bây giờ cô và các em sẽ cùng vi giả thiết và kết luận của định lý 4 này cho hình vẽ kế bên. Thì giả thiết của định lý 4 chính là phần đường trung bình của hình thang. Như vậy nghĩa là đầu tiên chúng ta phải có một cái hình thang, và cụ thể đây chính là ABCD là hình thang có hai đáy AB và CD song song. Và muốn có đường trung bình của hình thang thì chúng ta phải có hai trung điểm hai cạnh bên. Cụ thể là ta phải có E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Vậy thì phần kết luận sẽ là EF song song với hai đáy AB và CD, và đồng thời EF thì sẽ bằng AB cộng CD tất cả chia 2. Bây giờ cô và các em sẽ cùng làm một bài tập để củng cố về định lý 3, định nghĩa định lý 4 về đường trung bình của hình thang. Bây giờ
các em hãy làm cho cô chấm hỏi 5. Tính x trong hình vẽ 40 sau đây. Cô cho các em một thời gian ngắn để suy nghĩ, để tìm ra hướng để giải quyết bài toán này nha. Các em có định hướng để giải quyết bài toán này chưa? Thì ở đây ta nhận xét có một điều như thế này. Đó là AD, BE và CH, ba đoạn thẳng này song song với nhau vì cùng vuông góc với DH. Và chính vì có AD song song với CH nên ta có tứ giác ADHC chính là một hình thang. Và trong hình thang này thì có B chính là trung điểm của cạnh bên AC. Và lại có BE song song với hai đáy AD và CH. Vậy thì theo định lý 3 về đường trung bình của hình thang, cô có thể suy ra được điều gì các em? Ta cùng nhớ lại định lý 3 xem. Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai. Vậy thì rõ ràng ở đây ta sẽ suy ra được E chính là trung điểm của cạnh bên DH. Vậy thì trong hình thang ADHC có B là trung điểm của cạnh bên AC, E là trung điểm của DH. Vậy thì từ hai điều này ta sẽ suy ra được BE chính là đường trung bình của hình thang ACHD, theo đúng như định nghĩa chúng ta đã học. Và đường trung bình của hình thang thì sẽ có tính chất song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy, như là định lý 4 chúng ta vừa học. Vậy thì từ đây cô có thể suy ra được BE sẽ bằng AD cộng CH tất cả chia 2. Đến đây thì cô chỉ việc thay vào các em. Ở đâu có BE cô sẽ thay 32 vào. Ở đâu có AD cô thay 24. Ở đâu có CH cô sẽ thay là X. Và từ đây cô sẽ tính được X như sau. Ở đây 24 cộng X thì sẽ bằng 32 nhân 2. Ta nhân chéo lên hả các em. Và từ đây ta sẽ tính ra được X chính là bằng 64 trừ 24 và bằng 40 mét. Vậy thì ta thấy bài tập chấm hỏi 5 này rất là hay. Áp dụng được định lý 3, định nghĩa và định lý 4 về đường trung bình của hình thang mà chúng ta vừa học luôn. Về nhà, các em hãy học cho cô định nghĩa các định lý về đường trung bình của tam giác của hình thang và làm cho cô các bài tập 23, 24, 25 trong sách giáo khoa trang 80. Tiết học đến đây là kết thúc rồi các em. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.